Rất gần của quần chúng, rất giàu cảm xúc, làm việc nghiêm túc, thì diễn xuất của Kim Cương phong phú đa dạng. Kim Cương đưa ra trên nét mặt rất nhiều các cái dạng vai. Rồi có dịp là sẽ đi Pháp, đi buôn. Kim Cương chịu khó học hỏi, vừa làm việc kiếm tiền để vừa học. Nơi gian lao khổ sở lắm. Kim Cương đã có thể tiếp thu những cái lý luận mới về biên kịch, về đạo diễn. Dòng kịch Kim Cương có một cái vị trí đặc biệt. Sân khấu Kim Cương trở nên là nghiêm túc hơn. Chị sinh ra để làm xúc cảm bao nhiêu người, cảm xúc lớn.